Câu chuyện thời Đức Phật, sự phẫn nộ của vua Lưu Ly. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La Phồn Vinh ở phía bắc Ấn Độ, tại thành Xá Vệ. Nơi đây là trong hoàng cung. Xin hãy cho con đi. Không được. Mẫu hậu, con gian xin mẫu hậu, xin hãy cho con đi. Con không được đi. Tại sao vậy? Tại sao mẫu hậu lại không cho con đi thăm quê của mẫu hậu? Xin hãy nói cho con biết đi. Hai người đang tranh cãi. Đó là hoàng phi và hoàng tử của nước này. Hoàng tử Lưu Ly bị hoàng phi kịch liệt phản đối, đã sang xin quốc vương Ba Tư Nặc. Phụ vương, ông ngoại con có thật sự là trưởng lão của Tộc Thích Ca không? Còn phải hỏi nữa. Ngoại con là Ma Tự La Mạn, có huyết thống cao quý và gia thế tôn quý nhất trong Tộc Thích Ca. Người chính là cha của mẫu hậu con. Phụ vương à, nhưng mà con chưa hề gặp mặt ông ngoại con lần nào cả. Còn ông ngoại thì cũng không có viết thư hay là tặng quà cho con. Con nói cũng phải lắm. Con cảm thấy cô đơn quá. Con rất muốn đến thăm ông ngoại một lần để hưởng thụ niềm vui sum họp, và cũng muốn tận mắt được nhìn thấy quê hương nơi mẫu hậu đã lớn lên. Phụ vương à, phụ vương, con xin phụ vương hãy cho con đi đến thành Ca Tỳ La Vệ đi. Được thôi. Quốc vương, có chuyện gì? Nàng lo lắng chuyện gì vậy? Dạ không có gì, thiếp chỉ lo lắng dọc đường gặp nguy hiểm mà thôi. Chuyện này ta sẽ lo liệu. Tướng quân, dạ, người bảo vệ hoàng tử đến đó. Tướng lĩnh, hãy để đại tướng quân của ta là Gia La tướng quân đích thân đi bảo vệ hoàng tử vậy. Vì nói đến võ công thì không ai sánh bằng người cả. Như vậy, nàng có thể yên tâm rồi chứ? Hoàng phi. Vâng, tiếp đã an tâm rồi. Cha sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều quà để mang về quê. Trưa ngày mai con có thể khởi hành rồi. Dạ. Trong khi hoàng tử Lưu Ly vui mừng thì một mình hoàng phi lo lắng không nguôi. Hoàng phi viết thư liên lạc với thành Ca Tỳ La Vệ. Nội dung bức thư viết như sau: Hoàng tử sẽ về quê, xin đừng để hoàng tử biết được bí mật ngày trước. Cầu xin mọi người. Hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đi qua tỉnh Xá Kỳ Viên ở ngoại thành Xá Vệ. Thế Tôn, đây là nơi Thế Tôn và các đệ tử trú ngụ. Lúc này Thế Tôn đang thuyết pháp cho các đệ tử. Con phải ra ngoài sao? Dạ, con sẽ đến thành Ca Tỳ La Vệ để thăm ông ngoại và bà con. Con còn nhớ là Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe nói người là hoàng tử của nước đó. Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Đã lâu ta không gặp trưởng lão Ma Tự La Mạn. Hãy hỏi thăm ông ta giúp ta. Trên đường đi hãy cẩn thận. Dạ, xin cáo từ. Hoàng tử quả là một người cương trực, khi mà thẳng quá dễ bị gãy lắm. Giả lại tính tình hoàng tử quá nóng nảy, hy vọng sau này hoàng tử sẽ không gặp những chuyện không may. Khải bẩm hoàng tử, sắp tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Cuối cùng thì đoàn người cùng hoàng tử cùng đã đến thành Ca Tỳ La Vệ, mà Ma Tự La Mạn tiên trong số các trưởng lão của tộc Thích Ca ra đón tiếp. Chính là ông ngoại của cháu. Hoàng tử hả? Cháu là cháu của ông đi. Cuối cùng cháu đã gặp được ông rồi. Trên thật là đúng lúc.
Lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy chỉ bảo. Xin hãy chỉ bảo cho. Xin hãy chỉ bảo cho à. Xin hãy chỉ bảo cho. Xin hãy chỉ bảo cho. Mình đã cúi đầu như vậy, tại sao không ai đáp lễ vậy kìa? Xin hãy nói cho cháu biết đi. Tại sao vậy? Đó là bởi vì họ đều là các trưởng lão có thần thế cao, cho nên họ không quen. Họ không quen chào đáp lại những người trẻ tuổi đâu. Vậy à? Vậy những người trẻ tuổi đâu cả rồi? Cháu rất muốn được gặp mặt các anh em họ, cùng trang lưới với mình đó. Cháu tới thật là không đúng lúc. Bọn trẻ tất cả vừa mới ra ngoài chơi rồi. Ra ngoài à? Rõ ràng là biết cháu sẽ đến đây, tại sao còn ra ngoài? Nói tóm lại, cháu hãy nghỉ ngơi trước đi. Bên kia đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Ta muốn đi về đây. Dạ. Tất cả đều là những tên vô lễ, thật không vui chút nào cả. Họ thật là quá đáng. Hoàng tử nói rất đúng à. Giờ quá bẩn quá. Mau lên chui sạch sẽ đi. Cũng tại cái thằng con trai của nô tỳ đó ngồi dơ bẩn cả. Hoàng tử đó là con trai của nô tỳ hả? Vậy sao? Đương nhiên là thật rồi. Bọn trẻ đi ra ngoài chơi cũng chính vì để tránh tiếp xúc với tên nô tỳ đó. Ngươi không hiểu sao? Thật là đáng ghét. Xin hoàng tử đừng nóng. Nghe được những lời này, ta còn có thể ngồi yên mặc kệ sao? Đây có lẽ không phải là lời đồn đâu. Cái gì? Chúng ta phải trở về hỏi hoàng hậu cho rõ sự việc, đến lúc đó mới quyết định xử lý như thế nào. Được. Thật đáng ghét. Cho dù ta là con trai một nô tỳ thì cũng là hoàng tử của nước Câu Bộ La. Vậy mà bọn họ dám cười nhạo ta. Sự sỉ nhục này có ngày ta sẽ trả thôi. Thưa mẫu hậu, thật ra là thế nào vậy? Hãy mau nói cho con biết đi, đây không phải là sự thật. Nói mau. Là thật đó. Hả? Mẹ và tía đều là thân phận nô tỳ. Nào nói cái gì? Rốt cuộc hoàng phi đã nói ra điều bí mật năm xưa. Lúc vua Ba Tư Nặc còn trẻ, người tài giỏi nhưng rất kiêu ngạo, muốn cưới công chúa tài sắc vẹn toàn. Ông ra lệnh mang các công chúa có thân phận cao nhất và huyết thống cao quý thuộc tộc Thích Ca. Các trưởng lão của tộc Thích Ca hết sức tức giận, bởi vì đem công chúa gả cho vua Ba Tư Nặc sẽ làm dơ bẩn huyết thống cao quý, nhưng cũng không thể chống lại lệnh của quốc vương. Như vậy phải tính sau đây. Lúc đó Ma Từ La Mạn đã nghĩ ra một kế. Ông ta với người nô tỳ có sanh một cô con gái rất nước hương trời, có tên là Ma Ly Hương. Ông ta bàn là mang cô gái này gả cho vua Ba Tư Nặc. Các trưởng lão hết sức vui mừng, mọi người đều tán thành và mang quần áo sang trọng khoác lên người Ma Ly Hương, đem gả sang nước Câu Bồ La. Vua Ba Tư Nặc mới gặp nàng đã đem lòng yêu mến mỹ nữ này và đã phong cho Ma Ly Hương làm hoàng phi. Sau đó hết sức thương yêu hoàng phi. Nàng gạt ta. Nàng đã gạt ta. Tộc Thích Ca đáng ghét. Và nàng cũng vậy. Dùng nhan sắc đó để phản bội ta. Bao nhiêu năm nay đã chế nhạo ta và cả quốc dân của ta.
xin quốc vương thứ lỗi. Không thể tha thứ được. Các ngươi không còn là hoàng phi và hoàng tử nữa. Hãy trở lại thân phận lúc trước của mình đi. Vào ở nhà của bọn nô tỳ. Từ mai trở đi trở thành nô tỳ và làm công việc hàng ngày. Tiếp thế nào cũng không sao. Chỉ thương cho hoàng tử, bất kỳ thế nào cũng phải tha thứ. Hoàng tử không có tội. Tránh ra. Con của nô tỳ cũng là nô dương mà thôi. Tướng quân, hãy mang họ ra ngoài ngay. Hả? Sao hả? Đưa họ ra ngoài ngay. Tuân lệnh. Phụ dương, câm miệng. Ngươi không được phép gọi ta là phụ dương. Hoàng tử và hoàng phi bị rơi vào thân phận nô tỳ. Ngày hôm sau đã bị cưỡng ép làm việc cùng các nô tỳ khác. Tại sao chỉ có mình gặp phải những chuyện như vậy chứ? Mọi việc đều do Tộc Thích Ca và lỗi của cha cả. Mình nhất định mình sẽ không nhận ông ta làm cha nữa. Hãy chờ đó mà coi. Tướng quân lên tiếng. Nói thật, ta với quốc vương cũng có mối thù. Trước kia chú ta vô tội đã bị hắn vô quan giết chết. Quốc vương là người vô tình. Hoàng tử thật là đáng tội nghiệp đó. Cho nên ta nhất định giúp hoàng tử lên ngôi vua. Xin hãy ráng chịu đựng một thời gian, không được nóng nảy mà hư việc. Ta biết rồi, ta trông cậy vào tướng quân. Lúc này Đức Thế Tôn đang bị bệnh và nghỉ ngơi ở Kỳ Viên. Ngài rất đau lòng vì chuyện của hoàng phi và hoàng tử đã gặp phải. Cách làm của Tộc Thích Ca là sai, nhưng mà cách cư xử của vua Ba Tư Nặc cũng chẳng đúng gì. Vì quá trọng thân phận mà bỏ đi vợ và con ruột của mình, thật là một chuyện không nên làm. Lời nói của Thế Tôn đã truyền đến tai của vua Ba Tư Nặc. Sau đó vua Ba Tư Nặc quyết định khôi phục lại thân phận lúc xưa của hoàng phi và hoàng tử. Nhưng trong thâm tâm của ngài vẫn chưa thật sự thỏa nguyện. Vậy thì con có thể như lúc xưa gọi người là phụ vương không? Xin hãy trả lời con đi. Ngày mà tướng quân hứa hẹn với hoàng tử đã đến sớm hơn so với dự tính. Dừng lại. Trở về hoàng cung. Hãy đóng cửa lại đi. Các ngươi làm gì vậy? Mở cửa mau. Ta là quốc vương đây. Hả? Ngươi không còn là quốc vương nữa rồi. Ngươi không được nói vậy. Đây mới chính là quốc vương. Hoàng tử, ta không lấy mạng của ngươi đâu. Ngươi muốn đi đâu thì tùy. Đồ bất hiếu. Ngươi nói chuyện với cha ngươi như vậy sao? Không được gọi ngươi là cha. Câu nói này chính do ngươi nói đó. Ngươi hãy nhớ cho kỹ. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vua Ba Tư Nặc đã phóng ngựa thật nhanh đến nước Ma Đà Kiệt xa xôi. Ông muốn xin sự giúp đỡ của cháu mình là Thế Dương A Ám. Nhưng mà do đường xá xa xôi, ngay cả con ngựa để trông cậy vào cũng chết đi. Lúc quốc vương đến thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà, đã vào nửa đêm. Toàn bộ thành Dương Xá được bao bọc bởi tường thành, và đêm đến các cửa thành đều được đóng lại. Mở cửa đi. Ta là vua Ba Tư Nặc đây. Quốc vương Câu Bộ La đến đây. Mở cửa. Làm ơn đi. Vua Ba Tư Nặc sức cùng lực kiệt, đêm đó đã qua đời trước cửa thành Dương Xá.
Và thế là vua Lưu Ly, người mới lên ngôi trở thành vua nước Câu Bồ La, vì muốn rửa nỗi nhục đã chịu đựng ở tộc Thích Ca đã tập hợp binh lính cả nước. Bây giờ phải tiến đến thành Ca Tỳ La Vệ, phải cho những kẻ vô lễ của tộc Thích Ca biết lợi hại của ta. Sao vậy tướng quân? Sao ngươi lại thể hiện bộ mặt không vừa ý như vậy? Vào lúc này ngươi còn điều gì muốn nói sao? Cách nghĩ của thần đã nói ra từ lâu rồi. Ngài mới đăng cơ không lâu đã vội đi gây chiến, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi không thích thì cứ ở lại đây. Không được. Chỉ huy đoàn quân là nhiệm vụ của thần, tiếp nhận mệnh lệnh quốc vương, điều động toàn quân là sứ mạng của thần đó. Đó là việc đương nhiên. Lên đường, xuất phát. Ta cần phải cứu tộc Thích Ca. Nhưng mà Thế Tôn mà, còn thấy không thể để vua Lưu Ly gây thêm tội lỗi. Nhưng mà bệnh của người vẫn chưa khỏi. Anna, hãy cho ta mượn cái vai của con. Dạ. Như vậy không qua được đâu. Người hãy tránh đường đi. Thế Tôn à, trời nóng như vậy, tại sao người lại ngồi dưới cội cây không có lá như vậy chứ? Tại sao không ngồi dưới tàn cây to lớn bên kia kìa? Xin hãy mặc ta. Cội cây này là cây của thân tộc ta. Không có cây nào mát mẻ bằng cây của thân tộc mình đâu. Hả? Ngài đang ám chỉ chuyện của tộc Thích Ca đó. Có lẽ là ý chỉ muốn lấy thân để bảo vệ cho thân tộc quan trọng nhất của mình. Vậy thì chúng ta hãy xông qua đi. Thế Tôn là thánh nhân mà vạn dân đều tôn kính. Nếu như chúng ta làm tổn thương Ngài, chúng ta mãi mãi sẽ bị người đời chê trách. Quay về. Lập tức quay về. Nhưng vua Lưu Ly vẫn chưa vì thế mà buông xuôi. Vua Lưu Ly đã chọn ngày khác. Lần này cho xuất binh ra ngoài từ sáng sớm. Trong lòng nghĩ, xuất phát sớm như vậy, nhất định Thế Tôn sẽ không kịp đến ngăn cản. Quay về. Vua Lưu Ly đã chọn một ngày khác. Lần này trời chưa sáng, nhà vua đã cho xuất phát. Nhà vua nghĩ, cho dù Thế Tôn có lợi hại đi nữa thì lần này cũng không thể nào ngăn cản được. Quay về. Thôi được, lần này dòng đường xa, từ cửa Bắc Sơn đi qua. Thế Tôn đang bị bệnh, đường xa lại hiểm nghèo như vậy, chắc người không thể nào trèo lên đó được đâu. Không được. Hả? Lại chuyện gì nữa đây? Thế Tôn già rồi, tộc Thích Ca đối với con mà nói cũng là thân tộc quan trọng mà, con không thể làm như vậy được. Ma Từ La mà là ông ngoại của con dẫn binh đi giết họ, thiệt là quá đáng lắm con à. Mẫu hậu, con xin thứ lỗi cho lời khuyên nhiều lần của thuộc hạ. Tộc Thích Ca là lân bang hữu hảo của chúng ta,
hủy diệt bộ tộc của họ thì sẽ không còn bộ tộc nào đứng về phía chúng ta nữa đâu. Hữu Hảo à, mau lau chùi sạch sẽ đi. Cũng do thằng con của nô tỳ đó làm dơ bẩn cả. Thằng con của nô tỳ, con trai của con nô tỳ này. Đó là lương bang Hữu Hảo ư? Đó còn là thân tộc gì chứ? Là ông ngoại gì nữa chứ? Còn giết sạch toàn bộ cũng không nguôi được cơn giận này. Các người của tộc Thích Ca, ta sẽ giết sạch hết, không chừa một tên nào. Quốc Dương à, như vậy thật quá đáng đó. Lần sau còn nhắc đến chuyện này nữa, cho dù là tướng quân hay là mẫu hậu, ta cũng không nể tình đâu, ta cũng sẽ giết luôn. Tất cả có nghe không? Không ai được trái lệnh ta. Có thể có chuyện như vậy sao? Phải chấm dứt chuyện này thôi. Xin quốc vương hãy từ bỏ ý định này. Tiến công! Quốc vương! Tiến lên! Ta không nên đưa hắn lên làm vua, nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi. Tiến lên! Thế Tôn, người không bị thương chứ? Hãy đóng cửa thành lại nhanh lên! Quân lính của Vua Luli đã tấn công vào thành Ca Tỳ La Vệ. Người dân của tộc Thích Ca sợ hãi chạy khắp nơi để lánh nạn. Trước là lỗi của ông. Ông xin lỗi cháu. Ông xin cháu hãy nể mặt ông mà tha cho mọi người cháu. Được rồi, được rồi. Bây giờ con nói gì cũng muộn rồi. Như vậy là dù sao cũng không thể tha sao? Phải giết sạch toàn bộ các ngươi mới được. Vậy hay là như vậy đi, ông sẽ nhảy xuống ao, trong khoảng thời gian còn chưa nổi lên thì xin tạm quản tiến vào, để người trong thành chạy trốn ra ngoài. Như vậy có được không? Vàng xin cháu mà, có được không? Vàng xin cháu mà. Xin người hãy đồng ý. Cùng lắm không quá vài phút thì ông ta sẽ nổi lên thôi. Thôi được, ta hứa với người, ta cho người nhảy xuống đó. Đội ơn cháu. Chạy mau đi, chạy mau đi, chạy mau, chạy mau, lên lên, lên lên, lên lên, chạy mau.
Sao lâu như vậy? Ngươi xuống coi sao. Dạ. Ông ta đã chết dưới đáy hồ rồi. Vì sợ thân xác sẽ nổi lên, ông ta đã cột tóc mình vào trong cục đá lớn, cho nên mới không nổi lên được. Ông ta muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội thoát thân cho nhiều người. Đúng là một người có dũng khí. Bị lừa rồi. Yeah, không chừa một ai. Tất cả nhà cửa thành Ca Tỳ La Vệ đều bị đốt sạch. Dân chúng bất kể già trẻ, gái trai đều bị giết chết. Tộc Thích Ca, nơi Thế Tôn được sinh ra, được khen ngợi là có huyết thống tôn quý nhất của toàn Ấn Độ, do vậy đã bị diệt vong. Tộc Thích Ca đã sống cố chấp về chuyện huyết thống, đã xúc phạm vua Lưu Ly, cuối cùng đã gieo họa lớn diệt quốc. Quốc vương cũng vì huyết thống mà ôm hận, đã phạm tội lớn tại trời. Ở trước mặt Phật Quang, con người lẽ ra không có sự phân biệt cao thấp đâu. Thật ra con người cứ cố chấp huyết thống, cố chấp thân phận, cứ kéo dài cuộc chiến tàn nhẫn tới lúc nào đây? A Nan, ta muốn đi du hành. Bạch Thế Tôn, ngài không nên đi nữa. Bởi vì nhân thế ra nông nổi như vậy, ta mới phải truyền bá đạo pháp để cứu họ cho đến hơi thở cuối cùng của mình. Ta phải không ngừng mà thuyết pháp. Thế Tôn, vua Lưu Ly vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, đã hủy diệt thân tộc của mình, sau cùng cũng không được kết quả gì tốt đẹp. Nghe nói vua Lưu Ly cùng với quân đội của ngài đã bị cơn hồng thủy cuốn trôi. Nước Câu Bồ La với quốc thế đang thịnh, sau cùng cũng rơi vào tình trạng như tộc Thích Ca và bị xóa sổ trong lịch sử từ đó. Có biết loài cỏ ngưu gia này không? Người xưa truyền lại, nếu ăn phải loại cỏ này thì trí nhớ của họ sẽ kém đi. Tại sao lại bị như vậy chứ? Đó là gì? Cách đây rất lâu, ở một nước xa xôi nọ, có một vị hòa thượng mắc bệnh hay quên trầm trọng. Sau đó vị hòa thượng này mất đi. Xung quanh ngôi mộ của ông mọc lên loài cỏ này, đó là cỏ ngưu gia. Cho nên ăn phải loại cỏ này sẽ bị mắc bệnh hay quên trầm trọng hơn. Nguồn gốc của câu chuyện này là do một vị đệ tử của Thế Tôn tên là Châu Lợi Bàn Đặt. Lần này chúng ta sẽ kể đến câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đặt. Câu chuyện thời Đức Phật. Anh em Bàn Đặt và bài học về cây chổi. Cách đây khoảng 2.500 năm, tại thành Dương Xá của Câu Bồ La, Ấn Độ, có hai anh em sinh sống ở đó. Người anh tên là Ma Kha Bàn Đặt, có trí nhớ rất tốt. Lúc trẻ đã được xưng là một học giả ưu tú, đã nhận được rất nhiều đệ tử để truyền thụ học vấn. Còn người em tên là Châu Lợi Bàn Đặt thì có một trí nhớ rất kém, làm việc gì cũng thất bại cả, luôn trở thành trò cười của mọi người. Tất cả mọi vật trên trái đất đều do năm chất
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hòa vào nhau mà tạo nên cả. Đầu tiên là vàng. Vàng là chất không nóng, không lạnh, có một hình thể nhất định. Cái thứ hai là gỗ. Nếu gặp nóng, sẽ thay đổi hình dạng. Ê, không được, không được. Không được vào trong đó, đợi một chút đã. Châu lại bàn đạp. Dạ, anh hai. Em đang làm cái gì vậy? Em muốn cứu nó. Nó tội nghiệp lắm đó. Nó là ai? Thì con dung đất này nè. Mày gặp phải ánh nắng thì mày sẽ bị chết đó. Chạy mau đi. Em quả là không thích hợp ngồi học hành. Em đến chỗ khác chơi đi. Tại sao vậy? Nếu em ở đây thì sẽ gây trở ngại cho người khác thôi. Em đâu có gây trở ngại gì cho người khác đâu. Chỉ cần là em ngồi đây sẽ gây trở ngại thôi mà. Em muốn học hành để trở thành người vĩ đại giống như anh vậy, anh hai à. Em đừng nói nhiều nữa, đi chỗ khác đi. Tạm thời không được vậy đây, nhanh lên. Dạ. Tiếp theo, hãy xem chất thứ năm, đó là đất. Đất không lạnh và cũng không nóng. Mình cũng muốn học hành, cũng muốn có được tiếng tâm giống như anh hai vậy. Hả? Cái gì? Mày nói không được à? Tao không thể giống như anh hai của tao vậy sao? Có phải không? Vậy tao có thể kém hơn anh hai thêm một chút cũng không sao mà. Có được không? Anh hai à, mau dậy đi, trời sắp tối rồi, về nhà đi em. Còn chuyện lúc nãy anh xin lỗi em. Hả? Thật ra anh đã nói quá lời. Nói quá lời? Anh nói cái gì vậy? Em đã quên rồi sao? Thật là hao tổn tâm trí quá. Hao tổn tâm trí à? Lúc cha hấp hối có dặn anh là phải chăm lo cho em đàng hoàng. Xem ra cha thật sự đoán trúng chuyện xảy ra sau khi mình mất đi. Cha thật sự đoán trúng sao? Hả? Lúc này Thế Tôn đã đến Tịnh Xá Kỳ Viên ở thành La Về. Có rất nhiều người quy y để thành đệ tử của người. Do bạn bè khuyên bảo, Ma Kha Bàn Đạt cũng đi nghe thuyết pháp và quyết tâm trở thành đệ tử của Thế Tôn. Em cũng muốn đi. Em ở lại đây. Em cũng muốn trở thành đệ tử của cái người tên gì đó. Điều Thế Tôn dạy rất khó, em không thể hiểu được đâu. Em mặc kệ, em cũng muốn đi. Tu hành là việc rất nghiêm ngặt. Anh thấy là em không thể hoàn thành được đâu. Không thể em cũng phải đi. Vậy thì tùy em. Vậy thì mình tùy ý đi vậy. Vì lời trăn trối của cha, Ma Kha Bàn Đạt cũng đành bó tay. Chỉ còn cách dẫn em theo đến Tịnh Xá Kỳ Viên. Con là Ma Kha Bàn Đạt. Còn đây là em trai con, tên là Châu Lợi Bàn Đạt. Mau cúi đầu xuống đi, mau lên. Hãy cho con Ma Kha Bàn Đạt và em trai con Châu Lợi Bàn Đạt trở thành đệ tử của người, có được không?
Thưa Thế Tôn, người anh trai thì hết sức ưu tú, nhưng mà anh ta đã có một đứa em ngu ngốc mà cả thành này ai cũng biết. Ngài thử thấy, hãy từ chối nhận đứa em, như vậy sẽ tốt hơn đó. Kỳ Đà. À, dạ. Chúng ta làm người không thể chỉ xem bề ngoài của người ta. À, nhưng mà hắn ta, giáo pháp của ta mãi mãi không phân đối tượng đâu, luôn mở rộng cửa để đón mọi người. Ta đồng ý cho các con nhập môn. Cảm ơn người. Ây à, đau quá. Hãy đợi mà coi sau này đi. Và thế là hai anh em bàn đặt cùng trở thành đệ tử của Thế Tôn. Hằng ngày đều tu hành một cách nghiêm khắc. Việc tu hành của người anh Ma Kha Bàn Đặt có bước tiến rất dài. Ngược lại, việc tu hành của người em Châu Lợi Bàn Đặt tiến triển hết sức chậm chạp. Để trở thành đệ tử của Thế Tôn, cần phải tuân thủ 250 điều giới luật. Nhưng Châu Lợi Bàn Đặt ngay cả học thuộc lòng cũng không xong. Bắt đầu lại từ đầu, nghe đây. Không được giết động vật, không được trộm cướp, không được nói dối. Ngươi đọc lại coi sao. Nhanh lên. Ta nhắc cho ngươi nè, động vật. Động vật rất dễ thương. Trời ơi, không được rồi. Hey, thiệt tình. Quỳnh nói cái gì? Phải đuổi em đệ đi à? Có nó ở đây, chúng tôi sẽ bị trở thành trò cười của thiên hạ thôi. Đúng, nói rất đúng. Sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thế Tôn nữa. Đúng, nói đúng lắm. Xin các huynh, ít ra hãy đợi đến ngày tập hợp lần sau đi, có được không? Phải đợi đến ngày tập hợp lần sau à? Sau đó thì như thế nào? Đệ sẽ báo cáo kết quả tu hành của em đệ, được không? Kết quả tu hành à? Không thể nào đâu. Nếu như không có cách thì đích thân đệ sẽ đuổi nó đi. Xin hãy đợi đến ngày đó. Tôi xin các huynh mà. Không làm việc xấu, không ăn hiếp động vật, cảm nhận được chư niệm giai không thì sẽ rời xa được đau khổ. Đây là lời dạy của Đức Phật. Đến ngày tập hợp lần sau, em hãy đọc những điều này cho mọi người nghe. Em nhớ chưa? Em hả? Châu Lợi Bàn Đạt. Như vậy mọi người mới thừa nhận việc tu hành của em là có kết quả chứ. Không biết là em có làm được hay không nữa. Làm không được thì em sẽ không thể ở lại đây được đâu. Tới lúc đó anh sẽ phải đuổi em đi đó. Được rồi, để em thử. Để em thử coi sao. Vậy thì em phải đọc theo anh đây. Trước tiên là không làm việc xấu. Trước tiên là... Từ trước tiên chỉ thừa mà thôi. Từ trước tiên chỉ thừa mà thôi. Trời ơi, đồ ngu. Hãy đọc theo đàng hoàng đi. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Không làm... Không làm... Việc xấu. Việc xấu. Em lại quên nữa rồi. Em mau nghĩ ra đi. Không làm việc xấu, không ức hiếp động vật, cảm nhận được chư niệm giai không thì sẽ rời xa được đau khổ. Từ sáng tới giờ cứ nghe đọc mãi, không ngờ lại thuộc lòng luôn đó. Vĩ đại thiệt đó. Có chuyện ông là vĩ đại, ông đúng là một vĩ nhân mà. Tôi không có vĩ đại đâu, xin đừng cười cợt tôi mà. Theo lời đã hứa, bây giờ Ngu Đệ sẽ trình bày thành quả tu hành của mình, sẽ đọc những lời khen ngợi Phật ra. Như vậy con ông này bay đi chỗ khác đi. Như vậy. Đệ đã quên mất rồi.
kích. Kết quả tu hành của cậu ta thật làm người ta kinh ngạc đó đúng không? À đúng đó, đúng đó. Cái thằng này ngu dốt thiệt. Ê anh hai à, ai à, ai à. Anh không thể nào tha thứ cho em được nữa. Và cũng không thể để cái thằng ngu dốt như em ở lại đây. Em muốn đi đâu thì tùy ý em. Đi đi, em đi đi. Tôi thật sự khờ lắm sao? Tôi thật sự ngu dốt như vậy sao? Nói cho tôi biết đi. Hãy nói cho tôi biết đi. Nói cho tôi biết đi. Châu Lợi Bằng Đà, cô đang buồn chuyện gì vậy? Thế Tôn, nói cho ta biết đi. Con đã bị anh hai con đuổi đi rồi, sẽ không cần ở lại đây nữa. Con không thấy về nhà, cũng không còn để đi rồi. Như vậy thì bây giờ con hãy đến chỗ của ta đi. Tới chỗ của ngài à? Không lẽ con không phải đệ tử của ta sao? Nhưng mà anh hai cũng nói cái thứ giống như con phải là đệ tử của thế không được. Châu Lợi Bằng Đà, con cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy mình là đồ dốt sao? Anh hai của con cũng nói như vậy. Tất cả mọi người đều nói như vậy hết. Con cảm thấy mình rất giống một thằng khờ. Nếu con đã nói được như vậy, con không phải là thằng khờ rồi. Hả? Phát giác ra mình là người khờ thì đã không phải khờ rồi. Con hãy tới đây. Lại ba. Nào, tới đây. Dạ. Hãy bắt đầu từ năng lực mà con có được. Trước tiên, con chỉ cần học thuộc lòng câu quét bụi trừ bẩn, như vậy là được rồi. Vậy để con thử coi. Quét bụi trừ bẩn. 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 Từ hôm nay trở đi, con hãy cầm cây chổi này mà quét dọn tỉnh xa. Mỗi ngày vừa quét vừa đọc như vậy, con sẽ không quên đâu. Dạ con biết rồi. Dạ. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Nó còn ở đây à? Quét. Hình như là Thế Tôn cho phép nó ở lại đây đó. Thật hào tổn tâm trí quá. Phải đó, nói rất đúng đó. Châu Lợi Bằng Đà, để quét thật là cực nhọc quá. Cực nhọc thật đó. Nè bên cái con rác kìa. Nè bên đây cũng còn nữa nè. Quét bụi trừ bẩn. 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 Quét bụi. Hằng ngày, Châu Lợi Bàn Đặt không ngừng quét dọn tịnh xá kỳ viên. Giả lại, anh ta luôn miệng đọc lẩm nhẩm câu nói mà Thế Tôn đã dạy. Quét bụi trừ bẩn. 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 Cuối cùng, cây chổi của Châu Lợi Bàn Đặt không lâu đã dơ bẩn cả.
rơi rụng nhiều cọng cỏ như vậy. Mới chà sờ đã bay bụi tùm lum rồi. Quét không được. Dơ bẩn cũng giống như thân thể của mình vậy. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Thân thể của mình thật là dơ bẩn quá. Nhưng mà lòng của mình còn dơ bẩn hơn nữa. Mình đã hiểu rồi. Thế tôi muốn biểu mình đi quét mấy cái bẩn trong lòng, cái bụi ở trong lòng. Mình đã hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Quét bụi trừ bẩn. 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 Mặt khác, ở phía đông của tỉnh xá Kỳ Diên có một tỉnh xá cho các tỳ khưu ni ở. Hằng ngày Thế Tôn điều phái một đệ tử ưu tú của mình qua đó để truyền đạt giáo pháp cho họ. Thế Tôn mà, hôm nay ngài định phái ai qua tỉnh xá phía đông vậy? Ta thấy hãy phái Châu Lợi Bằng Đạt. Như vậy làm sao được chứ? Con thấy em con nhất định sẽ không làm được đâu. Không được đâu, con nhất định không làm được đâu. Sẽ bị các nữ đệ tử họ cười chê đó. Không, họ sẽ tức giận. Đúng đó, nói đúng lắm. Châu Lợi Bằng Đạt. Châu Lợi Bằng Đạt. Dạ. Con sẽ làm được. Con nhất định sẽ làm được. Không nên theo những người khác, chỉ biết nói không thôi. Con phải tự có sở trường của mình. Hãy buông lỏng bản thân và theo điều nghĩ trong lòng mà làm một cách tự nhiên là ổn thôi. Con có biết không? Dạ. Con sẽ đi thử coi sao. Anh Nam, con hãy đi cùng với Châu Lợi Bằng Đạt. Dạ. Tôi thật sự là không biết họ muốn giở trò gì đây. Châu Lợi. Rốt cuộc đã đến rồi. Nè, người đi phía sau A Nan không phải là Châu Lợi Bằng Đạt chứ? Trời ơi, chính là cái tên tỳ khưu mắc bệnh hay quên trầm trọng đó. Anh ta tới làm gì vậy? Nàng chỉ có biết tại sao anh ta tới hay không? Trên tay cầm theo cây chổi, chắc là một lát quét dọn giùm chúng ta thôi. Hôm nay sẽ do Châu Lợi Bằng Đạt đến truyền đạo giáo pháp của Thế Tôn. Thiệt đáng ghét. Đây chính là người mà Thế Tôn đích thân chỉ tên. Xin mọi người hãy yên lặng lắng nghe. Mời. Thiệt đáng ghét. Không biết Thế Tôn đang nghĩ cái gì nữa. Chắc là xem thường chúng ta đó. Phải đó, nhất định là vậy rồi. Mọi người yên tâm đi. Lát nữa tôi sẽ đích thân đến khiếu nại vấn đề này với Thế Tôn. Con người này càng trông càng dơ bẩn. Anh nói đúng lắm. Thân thể của tôi rất bẩn. Nhưng mà bẩn hơn cả đó là trong lòng của tôi. Thế Tôn tặng cho tôi cây chổi này và biểu tôi phải quét vừa độc, quét trừ bụi bẩn. Chuyện này tôi đã làm được rồi. Hằng ngày tôi vừa quét vừa độc nhẫm. Và có một hôm tôi nhìn thấy cây chổi đã bị mòn rồi. Tôi mới phát hiện ra thật ra bụi là cái gì, bẩn là cái gì. Đó chính là bụi ở trong lòng tôi, vết bẩn ở trong lòng của tôi. Trong lòng tôi tràn đầy dục vọng, tràn đầy bất mãn. Thế Tôn biểu tôi quét, đó là quét bụi bẩn ở trong lòng này đó. Dục vọng hãy tan biến đi, bẩn nọ hãy tan biến đi, bất mãn hãy cút đi.
Tôi đã quét. Hàng ngày tôi đã cầm chổi không ngừng mà quét. Nhưng mà tôi có quét thế nào vẫn không hết sạch bụi. Bụi cứ bay tung lên mù mịt. Bụi ở trong lòng của tôi và dục vọng cũng bay tung lên giống y như vậy. Vậy tôi phải làm sao đây? Phải buông lời việc quét bụi trừ bẩn sao? Không, không được. Thật ra bụi bẩn quét chưa hết, phải tiếp tục mà quét. Bởi vì quét không xong cho nên mới phải quét. Tôi, điều mà tôi đã làm được thì cứ như vậy thôi. Một kiến giải thật hay, một lời nói làm cảm động người ta biết mấy. Có lẽ đó chính là hùng biện dược mất bình thường thôi. Lời nói của Châu Lợi Bàn Đặc đã làm rung động lòng các tỳ khưu ni và làm cho các tỳ khưu ni đều phải rơi lệ. Châu Lợi Bàn Đặc lĩnh ngộ rất tốt. Như vậy thì được rồi. Ở trước cái quét bụi trừ bẩn này không phải là sức người có thể làm được đâu. Cho nên mới phải nhờ vào trí tuệ của Phật, nhờ vào sự cứu giúp của Phật. Dạ, dạ con đã hiểu rồi, Thế Tôn. Các con cũng phải chú ý. Bộ đạo không hẳn phải học rất nhiều điều đâu. Thật ra chỉ có một câu thôi. Nếu có thể chính xác và thâm nhập hiểu sâu ý nghĩa này, như vậy vẫn có thể bước lên chánh đạo, cũng giống như Châu Lợi Bàn Đặc vậy. Không, cũng chính là vì Châu Lợi Bàn Đặc mà ta mới có cơ hội dùng phương pháp khác người thường để dạy bảo chân lý cho họ. Cảm ơn Thế Tôn, cảm ơn Thế Tôn. Mỗi người, ai ai cũng có con đường mà mình phải đi. Kỳ Đà, có phải vậy không? Xin lỗi Thế Tôn, tâm của chúng tôi đã sai rồi. Chúng con đã sai lầm rồi. Em à, anh xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho anh những việc làm trước kia của anh. Anh hai à. Châu Lợi. Châu Lợi. Và thế là Châu Lợi Bàn Đặc được các đệ tử của Thế Tôn nhìn nhận. Nhưng mà những người trong thành vẫn cười anh ta là thằng dốt. Có một hôm, Quốc Dương chiêu đãi đoàn người của Thế Tôn vào cung điện. Ngươi là Châu Lợi Bàn Đặc phải không? Đây không phải là nơi ngươi có thể vào được đâu. Mày nói đi, tên lính gác lẽ nào có cái lý đó? Không sao đâu, mình không có thèm. Mày nói cái gì? Mày nói phải hù cho họ sợ à? Trời ơi, cần gì phải làm như vậy chứ. Hôm nay ta thật là vui, người đến thật đúng lúc. Mời các vị cứ việc ăn uống thỏa thích. Thưa Quốc Dương, tôi còn một đệ tử chưa tới. Bây giờ cô đang đứng ngoài cửa thành chưa vô được. Một việc làm thật vô lễ. Đỡ trưởng hậu vậy đâu? Chuyện này có thật không? Dạ không à, ở bên ngoài làm gì có ai giống đệ tử Phật đâu. Anh ta đang ở trong khu rừng đó. Không thể nào được. Ngươi thật là vô lễ. Thế Tôn nói như vậy, ngươi hãy đến đó mà coi xét lại đi, nhanh lên. Dạ. Đội trưởng à, thật sự phải đưa Châu Lợi Bằng Đặc gì đó sao? Trò đùa. Nếu như bắt gặp nó, hãy đuổi nó đi. Sau đó nhớ về báo là trong rừng không có người. Cô biết chưa? Ừ.
Đây là ai? Đây là ai đây? Tôi là Châu Lợi Bàn Đạt. 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 Trong rừng có rất nhiều đệ tử, và lại mặt ai nấy đều trông giống nhau cả. Mặt ai cũng giống nhau cả. Không biết là thần thánh từ phương nào nữa. Như mọi người đều rất phân vân, có đúng như vậy không? Thật ra chuyện này là sao vậy? Ta sẽ chỉ cho các ngươi một cách. Là ngươi hãy hỏi tên của anh ta, và người đầu tiên đáp lại chính là anh ta đó. Tên của anh là... Tôi tên là Châu Lợi Bàn Đạt. Anh mới đúng là Châu Lợi Bàn Đạt thật sự rồi. Đúng rồi. Xin lỗi, lúc nãy thật thất lễ. Để tôi dẫn đường cho. Xin mời. Được. Từ đó cả nước không còn ai chế nhạo Châu Lợi Bàn Đạt nữa. Sau đó anh em Bàn Đạt hòa thuận như ban đầu, tiếp tục tu hành. Thậm chí tên tuổi của hai anh em họ đã được lưu truyền đến cả đời sau.